Phần này chúng ta sẽ đi viết chương trình mô phỏng và chạy thực trên kit FPGA cho một cái ví dụ của chương 4 lệnh gán tín hiệu đồng thời của ngôn ngữ VHDL. Và cái ví dụ đó nằm trong cái mục thứ 3 lệnh gán tín hiệu có điều kiện. Và nó nằm trong cái mục cú pháp và các ví dụ. Mạch chúng ta sẽ mô phỏng và chạy thực đó là mạch mã hóa ưu tiên, Priority Encoder. Và trước khi tiến hành mô phỏng và chạy thực thì chúng ta sẽ xem lại cái mạch mã hóa ưu tiên này. Đây là sơ đồ khối của mạch, có 4 tín hiệu vào R, có 2 bit nhị phân ở ngõ ra là 0 và có một cái ngõ ra active để báo trạng thái ngõ vào tích cực. Đây là bảng trạng thái hoạt động của mạch. Mạch này là mạch mã hóa ưu tiên cho bit có trọng số cao. Và đây là toàn bộ chương trình gồm có khai báo entity, các tín hiệu vào ra và phần kiến trúc sử dụng lệnh gán tín hiệu có điều kiện. Và một cái ngõ ra active, như vậy tổng cộng trong phần kiến trúc này có 2 lệnh. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tiến hành viết chương trình để mô phỏng và chạy thực. Bước đầu tiên chúng ta sẽ tiến hành là tạo một cái project mới và sau đó chúng ta sẽ tiến hành là viết chương trình VHDL mô tả cho cái mạch mã hóa ưu tiên này. Chúng ta bắt đầu viết chương trình bằng cách là tạo ra cái project mới. Và chúng ta bấm vào cái mục New Source để mà tạo ra cái file nguồn VHDL mới. Chúng ta tiến hành khai báo các tín hiệu vào ra. Chương trình đã được tạo ra và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành viết chương trình. Tiến hành tổng hợp. Và kết quả tổng hợp là chương trình đã được viết tốt. Và như vậy thì cái bước thứ nhất này chúng ta đã hoàn thành. Sau khi chúng ta đã thực hiện xong bước thứ nhất, chúng ta sẽ chuyển sang bước thứ hai. Chúng ta sẽ viết chương trình tạo tín hiệu mô phỏng cho cái mạch điện này. Ta tiến hành thực hiện bước thứ hai là mô phỏng. Và chúng ta sẽ thực hiện như sau, chúng ta tạo ra một cái file mô phỏng có tên là simulating. Và kết quả là phần mềm đã tạo ra cái file mô phỏng. Và chúng ta bỏ đi hết những cái tín hiệu không có liên quan. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tạo ra cái tín hiệu R để mà đưa đến cái mạch mã hóa ưu tiên này để kiểm tra.
Và tín hiệu ngõ vào R là 4 bit cho nên bạn phải tạo ra đầy đủ 16 trạng thái. Tôi đã thực hiện công việc tạo ra 16 trạng thái một cách nhanh nhất có thể. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lưu file, chuyển sang chế độ mô phỏng và kiểm tra cú pháp của cái chương trình mô phỏng này, và phần mềm đã kiểm tra cú pháp thành công. Như vậy chúng ta đã xong cái bước thứ hai. Sau khi chúng ta đã thực hiện xong bước thứ hai thì chúng ta sẽ chuyển sang bước thứ ba. Chúng ta tiến hành quan sát cái dạng sóng mô phỏng. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi chạy cái chương trình mô phỏng để quan sát dạng sóng. Và chúng ta đã thấy được cái dạng sóng. Thì có 3 tín hiệu, R là tín hiệu ngõ vào, Call là tín hiệu ngõ ra 2 bit và Exit tín hiệu ngõ ra 1 bit. Tôi đã đổi màu tín hiệu ngõ ra Call sang màu vàng và ngõ ra Exit sang màu đỏ. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích. Trạng thái đầu tiên là ngõ vào 000 thì khi đó ngõ ra bằng 00 và ngõ ra exit cũng bằng 0 để báo hiệu rằng không có ngõ vào nào tích cực. Trường hợp thứ hai, chúng ta đã gán R bằng 0001. Như vậy thì có một bit R0 bằng 1 thì khi đó ngõ ra vẫn là 00 và tín hiệu exit lên mức 1 để báo hiệu rằng là có một ngõ vào tích cực. Trạng thái tiếp theo chúng ta sẽ gán nó bằng là 0010. Như vậy thì ngõ ra sẽ là 01. Như vậy chúng ta đã nhấn, tức là cái ngõ vào R1 tích cực, dữ liệu ngõ ra là 01. Trường hợp thứ tư, tức là 0011, thì trong đây R1 mức 1, R0 mức 1, và nó sẽ ưu tiên cho R1, cho nên chúng ta thấy ngõ ra là 01. Trường hợp tiếp theo là 0100. Như vậy thì trường hợp này ngõ vào R2 tích cực mức 1 cho nên ngõ ra là 10 tương ứng với số 2. Tín hiệu exit trong trường hợp này luôn bằng 1 vì có luôn có ngõ vào tích cực mức 1. Trạng thái tiếp theo là 0101 là số 5 thì khi đó chúng ta thấy R2 bằng 1 và R0 bằng 1. Như vậy thì nó vẫn ưu tiên cho R2, ngõ ra khâu bằng 10. Trạng thái tiếp theo chúng ta sẽ nhìn thấy tín hiệu ngõ vào là 0110 thì có R2 bằng 1, R1 bằng 1. Như vậy nó ưu tiên cho R2 cho nên ngõ ra tiếp tục bằng 10. Trạng thái tiếp theo là 0111, như vậy ngõ vào có tới 3 bit bằng 1 là R2 bằng 1, R1 bằng 1, R0 bằng 1. Và mạch này ưu tiên cho R2 cho nên ngõ ra tiếp tục bằng 10. Trạng thái tiếp theo chúng ta thấy là ngõ vào bây giờ là 1000, như vậy thì có R3 bằng 1 cho nên tín hiệu ngõ ra là 11. Và trạng thái tiếp theo là 101, như vậy thì R3 bằng 1, R0 bằng 1 thì ngõ ra vẫn là 11 vì nó ưu tiên cho R3. Và trong suốt những trạng thái còn lại thì chúng ta thấy rằng là R3 luôn bằng 1 cho nên cái trạng thái ngõ ra là 11 bất chấp 3 cái tín hiệu R2, R1, R0 còn lại. Như vậy thì cái phần dạng sóng mô phỏng cho cái mạch kiểm tra
cho cái mạch giải mã hóa 4 đường sang 2 đường có ưu tiên cho biết có tổng số cao đã thực hiện xong và mạch đã hoạt động đúng như những gì chúng ta đã nhìn thấy thông qua cái dạng sóng này. Sau khi chúng ta đã mô phỏng thành công, chúng ta muốn chạy thực cái mạch mã hóa ưu tiên này trên kit FPGA thì chúng ta phải thực hiện thêm 2 bước nữa. Bước thứ tư, chúng ta sẽ tiến hành gán các cái tín hiệu vào ra của cái mạch mã hóa ưu tiên này trên cái con chip FPGA của cái kit FPGA và cụ thể như sau. Đây là hình ảnh của cái kit FPGA và chúng ta sẽ tiến hành gán cái tín hiệu R4 bit của cái mạch mã hóa ưu tiên này đến 4 cái switch và 4 cái switch đó nằm ở vị trí này trên cái kit. Và 4 cái switch này được nối với 4 chân của FPGA có cái mã số từ B175, 169, 159 và 154. Các tín hiệu ngõ ra gồm có khâu, chúng ta sẽ nối đến 2 led thứ 1 và thứ 0. 2 led thứ 1 và thứ 0 nằm ở vị trí này. Có 2 chân nối với FPGA là chân thứ 28 và chân thứ 29. Ngõ ra S-chip chúng ta sẽ có một ngõ ra chúng ta sẽ nói với led thứ 8. Đó là chân 39 của con FPGA và nó nằm trong cái phần led này luôn. Và tôi tách cái led thứ 8 xa led thứ 1 ra để chúng ta dễ dàng quan sát. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện công việc này trên phần mềm. Chúng ta thực hiện bước thứ 4. Chúng ta tiến hành mở cái chương trình gán chân. Và chúng ta tiến hành gán các tín hiệu vào ra cho cái hệ thống này. Tín hiệu ra là khâu 0, chúng ta sẽ gán cho led 0 là B28. Khâu 1 ta gán cho led 1 là B29. Tín hiệu ngõ vào R0 chúng ta gán cho switch 0 chính là B175. Và tín hiệu ngõ ra S-chip thì chúng ta sẽ gán cho B39. Như vậy thì toàn bộ các cái tín hiệu vào ra chúng ta đã được gán xong các cái chân FPGA. Và khi gán thì bạn có thể thấy rằng là các cái chân này các bạn nhìn thấy trên đây nó sẽ đổi đi các cái màu sắc để biết rằng là chúng ta đã sử dụng các cái chân. Và chúng ta tiến hành bấm lưu cái file gán chân này và chúng ta trở lại cái phần mềm. Và chúng ta tiến hành tổng hợp toàn bộ chương trình. Khi chúng ta thực hiện xong cái việc gán chân thì nó sẽ xuất hiện ra một cái file với cái tên là trùng với tên của cái chương trình VHDL nhưng mà cái phần mở rộng là .ucf. Các bạn nên nhớ cái thuộc tính này để sau này các bạn nếu lỡ gán sai cái file gán chân này thì bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa đi rồi chúng ta gán lại, nhớ là .ucf. Như vậy thì phần mềm đã tổng hợp thành công và tất cả đều là màu xanh hết, chương trình chúng ta viết rất là tốt. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành mở cái file để mà nạp cái file chấm bit này xuống con chip FPGA. Và mình đã nhận ra chip FPGA và bộ nhớ flash. Cái này chúng ta đã được nghe giải thích rồi thì tôi không nói lại. Và chúng ta sẽ tiến hành trở đến cái thư mục
Và cái bài của chúng ta là bài ví dụ. Và chúng ta sẽ mở cái chọn cái file là Priority Encoder.bit và bấm Open. Rồi tiến hành nạp và phần mềm đã thực hiện công việc nạp thành công và có thông báo program being successed. Như vậy chúng ta đã thực hiện xong cái bước thứ tư. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xem kết quả trên Git FPGA. Sau khi chúng ta đã thực hiện xong bước thứ tư, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bước thứ năm. Chúng ta sẽ quan sát cái kết quả của cái mạch kiểm tra chẵn này trên Git FPGA. Và chúng ta sẽ đi phân tích hoạt động thông qua cái video mà chúng ta quay được. Trạng thái đầu tiên chúng ta sẽ nhìn thấy error là không tích cực, tức là bốn ngõ vào đang ở mức 0, tín hiệu ngõ ra call đang bằng 0,0 và tín hiệu active đang bằng 0. Đây là theo bản trạng thái. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát trên Git, chúng ta thấy bốn cái switch này đang ở vị trí tương ứng với bốn số 0 này. Ngõ ra hai led của tín hiệu call đang tắt, như vậy nó đúng với 0,0. Ngõ ra một led của đèn của cái tín hiệu active này cũng đang tắt luôn, như vậy thì hiện giờ mạch đang hoạt động đúng theo cái trạng thái này. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang trạng thái tiếp theo là 0,0,0,1 và các bạn quan sát. Như vậy thì tôi đã chuyển cái ngõ vào R0 lên mức 1. Tín hiệu ngõ vào đang là 0,0,0,1 đúng với trạng thái của các switch 0,0,0,1 và ngõ ra call đang bằng 0,0, cho nên hai cái đèn led này vẫn tắt. Và tín hiệu active này lên mức 1 để báo hiệu rằng có một ngõ vào tích cực. Và như vậy thì cái trạng thái thứ hai này cũng đã được xác định là đúng. Và bây giờ chúng ta tiếp tục quan sát các trạng thái tiếp theo. Ở trạng thái này thì chúng ta thấy ngõ vào bây giờ là 0,0,1,0 và nó tương đương với cái trạng thái này. Ngõ ra call đang bằng 0,1, cho nên chúng ta nhìn thấy có một led sáng và tín hiệu active cũng đang bằng 1. Ở trong bảng trạng thái này thì tín hiệu R0 là bất chấp, tương ứng với hai trường hợp là 0 và 1, và trong trường hợp này là tương ứng với trường hợp 0. Và chúng ta sẽ thấy tiếp trạng thái tiếp theo. Ở trạng thái này thì chúng ta thấy ngõ vào bây giờ là 0,0,1,1, có nghĩa rằng là tín hiệu R0 bây giờ lên mức 1 và ngõ ra vẫn là 0,1. Như vậy thì nó bất chấp R0, tín hiệu active vẫn bằng 1. Như vậy thì chúng ta đã phân tích trạng thái thứ nhất, thứ hai, và trong trạng thái này có hai trạng thái tương ứng với R0 bằng 0 và R0 bằng 1. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục quan sát trạng thái 0,1 bất chấp, và như vậy có bốn cái tổ hợp cho hai bit bất chấp và chúng ta sẽ quan sát lần lượt. Ở trường hợp này chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là 0,1,0,0, như vậy hai cái tín hiệu bất chấp đang ở mức 0,0 và đây là ưu tiên cho R2, cho nên ngõ ra là 1,0 và chúng ta sẽ thấy đèn led hiện giờ là 1,0. Đèn tín hiệu active cũng đang bằng 1. Và chúng ta tiếp tục. Và như vậy thì vừa rồi chúng ta đã thấy hai cái switch R1 và R0 đã thay đổi lần lượt tạo ra các trạng thái tiếp theo là 0,1, 1,0 và 1,1. Như vậy thì trạng thái dừng lại ở đây chính là 0,1,1,1. Tín hiệu R2 bằng 1 là ưu tiên cao nhất trong trường hợp này, bất chấp hai cái tín hiệu này, cho nên ngõ ra vẫn là 0,1. Ngõ ra là 1,0. Như vậy thì ngõ ra là 1,0 vẫn giữ nguyên. Tín hiệu active đang bằng 1. Và chúng ta tiếp tục chuyển sang trạng thái cuối cùng. Ở trạng thái cuối cùng này thì tín hiệu R3 bằng 1 và hiện giờ ba cái tín hiệu còn lại trong bảng trạng thái là bất chấp, nhưng chúng ta đang để nó ở vị trí là 0,0,0. Như vậy trong trường hợp này nó ưu tiên cho R3, ngõ ra call là 1,1. Thì chúng ta sẽ thấy hai cái đèn này sáng, tín hiệu active bằng 1
Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển tiếp trạng thái của ba cái switch này để đầy đủ 8 trạng thái, và khi đó cái ngõ ra khâu này bạn sẽ thấy nó vẫn không đổi. Chúng ta xem tiếp. Và chúng ta đã chuyển một trạng thái. 2 3 4 5 6 7. Và như vậy chúng ta thấy rằng là trong suốt quá trình chúng ta chuyển ba cái bit R210 từ ba trạng thái ban đầu là 000 cho đến ba trạng thái cuối cùng là 111, tổng cộng là 8 trạng thái. Như vậy bất chấp 8 trạng thái của ba bit này thì ngõ ra khâu luôn bằng 11 và tín hiệu active bằng 1. Như vậy thì toàn bộ các trạng thái ngõ vào của R của cái mạch kiểm tra của cái mạch mã hóa ưu tiên này đã được kiểm tra xong, và chúng ta thấy mạch đã hoạt động đúng trên cái kit FPGA này. Như vậy thì cái ví dụ mô phỏng và chạy thực cho cái mạch mã hóa ưu tiên đã thực hiện xong. Các bạn xem có cái gì chưa rõ thì chúng ta trao đổi thêm.